up in the morning with permission to commune, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people need to be smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about the locals in the air, because you're scared. Just hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here. Ủa sao hôm nay ăn cơm bụi vậy đây ca? Mày ngu quá. Mới thu đồ tối mày không thấy hả? Nhưng mà thôi, ráng xong chuyện này đi. Anh mua cho ba đứa bay một chiếc xe hơi. Nhưng mà ba đứa lúc nào cũng phải đi chung nghe chưa? Ủa chi gì đây ca? Thì thay phiên nhau mà đẩy. Còn mày nữa. Sao anh? Mày về lấy tiền mua cái quần dài mà mặc, riết không giống ai. Cái giò ghẻ không. Làm ăn mặc quần cục. Ăn đi. Cho đi cơm đi. Dạ mời mấy anh. Anh Trọng. Ừ? Xin chào. Lâu quá không gặp. Dạ. Dạo này khỏe không? Ủa mình quen nhau hả anh? Sao lại nói như vậy? Anh em mình không mà. Trời đất ơi. Nè nè, mấy người làm gì vậy? Tụi bác không mang bây giờ. Mẹ mà. Nè, tụi đâu anh bây giờ á? Tụi làm thiệt á? Ghê vậy, chỗ nó máu nhiều nè, đâm đi. Đi. Vụ này chưa xong đâu. Bữa nay coi như mày hên đó. Nhưng anh có sao không? Sao anh máu không vậy nè? Sao máu không vậy? Anh có sao không vậy? Hả? Nhưng em làm gì vậy? Anh nói anh nhắc về nhà giờ vô khách sạn là sao? Không phải, nhà anh làm khách sạn mà. Sao? Sao anh không nói sớm? Em có cho anh nói đâu. Anh, thôi em xin lỗi mà. Thôi mà. Chị Hai mới về. Ừ. Ngồi đi em. Dạ. Chạy xe cái gì của mày? Mày thích nhìn không? Nghĩa.
Đi vô. Thằng em anh không biết. Xin lỗi nha. Lên đi em. Tao biết ông đó không phải dân vừa đâu. Sao em gạt anh? Anh à, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh, tình cảm em chỉ dành cho mình anh thôi. Em định chia tay ông lâu lắm rồi, mà mỗi lần nói ra ông đòi đánh em không mà. Anh à, từ lúc quen anh em mới cảm nhận được sự hạnh phúc. Giờ anh hãy hiểu cho em. Trong cuộc sống ai mà không có những sai lầm. Bây giờ em chỉ còn có mình anh. Anh không tin em nữa thì em biết làm sao. Anh tin em à? Anh sẽ mãi luôn ở bên em. Em hãy tin anh, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên em. Anh, tha cho anh đi anh. Anh. À. Chưa tính lượt mày đâu. Mày gan thiệt. Con ghệ tao mày dám chơi hả? Anh đi đi. Cứ mặc kệ em. Anh đi đi. Thank you.
Anh gì ơi? Anh ơi. Tôi đang ở đâu? Cô là ai? Gì vậy ba? Anh nói trước nhà tôi mà anh hỏi tôi là ai hả? Bệnh quá. Đau quá. Nè. Cái gì vậy? Chữa vết thương chứ gì. Nhìn cũng đẹp trai mà tỏ bị khùng. Cô ơi. Gì? Tôi đói bụng. Ăn cơm nha. Vô vô. Từ sau vụ đó, ổng đá em ra đường. Em bơi giờ không biết đi gì đâu. Nhưng cũng may em đã thoát khỏi ổng. Dạo này em có khỏe không? Anh để em lau cho. Dạ khỏe. San sẻ đã khiến tình yêu mai tổn thương, và từ lâu trái tim anh không còn yêu. Tìm một cảm giác thay thế niềm đau lúc cô đơn, và dường như gian dối kia chính là anh. Để người phải khóc thôn thức từng đêm giống như anh, mà vì sao em vẫn yêu vẫn đợi chờ? Người cứ tránh cứ nói rằng anh gian dối đi, đừng yêu anh không tốt đâu người ơi. Hãy cứ để anh phải sống đau đớn, dằn vặt với nỗi cô đơn, vì chẳng ai phải xóa đường về tình xưa. Đừng mòn mỏi mong chờ anh đã chờ biết bao lâu. Mà người anh yêu lúc xưa có về đâu? Người ơi anh xin lỗi em, hãy làm lại chính em đi. Bởi tình yêu ta đã sai khi gặp nhau. Đừng bước tìm con đường anh, đừng lặp lại nỗi đau anh. Đừng để tim em phải